Kính thưa đại chúng! Thầy khuyên các Phật tử chúng ta không được xem bói ở ngoài rồi mà cũng không được xem bói xem tử vi qua mạng. Hôm nọ, có một cháu bé ở Sài Gòn có điện cho Thầy là cũng lên mạng rồi nhờ một ông Thầy xem bói xem cho. Thế và ông Thầy này thì mới có 19 tuổi thôi. Thế sau khi mà xem bói cho cô này thì 22 tuổi, cô bé dũng cảm lắm, Đúng là cô còn bạch thầy là thầy cứ nói cả tên con lên cho đại chúng biết và để cảnh giác. Sau khi xem bói cho cô bé xong một hồi thì nói cô là phải làm lễ thế này, làm lễ thế kia rồi gặp anh chàng thầy bói này. Gặp anh ấy thì anh cho đeo mấy cái sợi chỉ này rồi cho uống nước hương này, một số thứ rồi cho mấy cái bùa rồi bắt là phải làm lễ. Thế sau đó thì anh lại nói là cô ấy là vợ thứ 16 của nó là vợ và sau đó anh chàng này anh nói thế này nè cô ấy, trước ngày lấy chồng là phải đến gặp tôi và đến là phải chạo thân cho tôi nhưng mà nói cũng bậy lắm cơ thì mới được à, không thì cô sẽ chết sẽ thế nọ thế kia đó thế thì cô bé này cũng rất sợ nó sợ lắm nó cũng không biết thế nào thế làm sao lên trên mạng nó xem được cái chương trình thầy giảng pháp thế nó xin được điện thoại điện thầy à, nên thì thầy mới giảng giải cho cháu nó hiểu. Cháu nó hiểu vì nó rất sợ lúc đó nó sợ lắm rồi đấy. Và cậu này đòi hỏi cô bé này phải đến. Mà nó có 19 tuổi thôi. Đấy và nó bảo là cô là vợ thứ 16 của nó. Tức là anh chàng này cũng đã 15 cô vợ rồi đấy. Mà cô là vợ thứ 16. Đó mà có 19 tuổi đầu. Đấy, thế thì thầy mới giảng giải cho cháu bé nó biết chấn chỉnh tinh thần cho nó thì nó cũng rất dũng cảm và sau đó thì nó cũng đã điện thoại và nó xử lý với cái cậu này rồi tất cả bùa chú gì của cậu này nó đã gửi hết ra cho thầy đó nên thưa đại chúng đấy chúng ta lên cái mạng xã hội nó gọi là mạng ảo mà thì nó rất nhiều chuyện ở trên đó nhiều cái giả dối ở trên đó kể cả những các cái việc mà họ kinh doanh bán hàng thế nó giới thiệu quảng cáo rất nhiều cái trên đó chúng ta phải kiểm tra thật kỹ chứ không thì chúng ta sẽ mắc bẫy mắc lửa không? rất là nguy hiểm trên mạng giờ tràn lan các thầy bói thầy tử vi rất là nhiều mà chúng ta mắc vào đấy rất nguy hiểm giống như có một cô ở bắc giang cũng thế khi mà thầy sang bên đó cố gặp thầy là cũng mừng lắm cũng đi xem tử vi trên mạng ông thầy ông dọa là hai vợ chồng nhà này tuổi như thế này thì năm nay sẽ có một người chết trời ơi thế là tụi ông nó mất ăn mất ngủ luôn không biết làm sao sợ lắm đó thế sau khi mà gặp thầy thì thầy mới giảng giải cho cháu nó hiểu thế nào nó yên tâm vì các vị dọa rất là nhiều và dọa trong hai đứa này trong năm nay sẽ có đứa chết thì thôi rồi xong bắt nó phải lập cái đàn cúng không biết là mất mấy chục triệu đâu rất là khổ tâm thế cho nên đã là phật tử nhé thầy khuyên chúng ta không đi xem bói nhá, không xem bói chúng ta phải tự là thầy bói cho cuộc đời của chúng ta Bây giờ xem bói mà thầy bói cũng không có giải quyết được cho mình cái gì đâu chúng ta biết là nghiệp ta gây thì ta vẫn phải trả mà ta chỉ có cách tu để ta chuyển nghiệp thôi tại sao lại giao cái thân phận mình cho ông thầy bói và ông phán nhằng phán cuội ta rất khổ nhé chúng ta phải làm chủ cuộc đời của mình như lúc nãy thầy nói đấy ta rõ biết về nhân quả ta tin chắc nhân quả cứ hành thiện cứ tu tâm tích đức cho thầy và nó sẽ chuyển nghiệp của mình nhé còn thầy bói không giúp được cho mình cái gì đâu không giải quyết được cái gì ta phải tin vào ta ta làm chủ cuộc đời của ta ta tin vào phật tin lời dạy phật và ta tin vào chính ta không có đi theo thầy bói không nghe thầy bói không đi xem bói nữa Nhà, đi xem bói xong là đều không tốt đâu rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra đó